Đây là năm thứ 12 liên tiếp Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức hoạt động ý nghĩa này với sự tham gia của các cựu chiến binh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như Hải Phòng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định. Những câu chuyện về đào chim, đào lùi ở Trường Sa cũng được các anh kể lại với tình cảm sâu sắc và chứa chan xúc động. Một người con rất là tự hào. Tôi vô cùng xúc động khi về đây được sự đón tiếp rất là nồng nhiệt và tình yêu thương của tất cả đồng đội của bố, nên là tôi rất là xúc động. Các đồng đội kéo về đây để họp mặt, và trước là họp mặt, sau nữa là tôn vinh các cái tưởng nhớ lại các 64 đồng chí đã hy sinh ở đảo Trường Sa vượt ma. Trong ngày gặp mặt này, với những người lính đảo năm xưa, nỗi nhớ đảo, nhớ đồng đội, nhớ cha khiến họ có chung một ao ước được đến Trường Sa. Nỗi lòng của họ cũng là nỗi lòng chung của những người dân Việt Nam luôn hướng về Trường Sa. Họ tự hào hôm nay được gắn trên ngực áo mình huy hiệu chiến sĩ Trường Sa.